Các bạn xem hay thì đừng quên ấn đăng ký, ấn like và chuông để ủng hộ nhóm Dịch phát triển và theo dõi những video mới nhé. Phật ma kêu chuyện, thân hóa Phật ma. Lửa Phật nửa ma. Thần thông này có chút thú vị, ta muốn lấy nó rồi. Huyễn. Phá. Thiên Phật trưởng. Giết. Đại đạo trí giản, bát quái huyết trận. Không hay rồi. Thiên ảnh. Bát quái. Đi thôi. Đừng hòng chạy trốn. Được rồi. Những phân thân này thật là khó đối phó. Bảo trọng bản thân. Bảo trọng. Giết cho ta. Đáng ghét, lại bỏ chạy nữa rồi. Kiếm thần miếu. Thương thiên, đại địa, không gian hư vô phiêu du. Tiến à? Không có công pháp võ kỹ mà là kiếm cắm vào trong đất. Đọa thiên ma vực lại một lần nữa run rẩy. Xem ra thần thông trung cực của tòa thần miếu thứ ba đã có người mở ra. Sứ mệnh của đọa thiên ma vực cũng kết thúc rồi. Không biết là ba người nào đã lấy được cơ duyên của thần miếu. Kết thúc tỷ thí tuyết vực của vòng đầu tiên rồi.